toàn đại tá từng đó, chúng nó vui vẻ gặp nhau đấy. Ồ ào. Nhưng mà cháu thì ấy lắm. Công an nó cũng thoải mái chứ, còn con sâu ở trong được cái chứ. Mà chú đi đường chú thích nhất là cảnh sát giao thông. Đây nó dẫn người mua chim mua coi này. Mua chim mua chơi cho thế nào? Đấy. Mua nhà. Bác là bác mua chim chơi chúng nó đấy ta biết. Đang ở đường nó có thằng anh em nó mới thay khóa chứ. Sao lại thay khóa? Thì mối lên bằng lúc người ta phải chết. Mà nói cho cùng nó mà khóa ngoài thì mà nó rốt sợ nó ở đấy là cũng không có cái lý. Nó chân tí nó đè cái gối lên mặt thì lúc thì chỉ tắt thở thì chết kia là đủ có dấu vết. Ôi trời, cái gối nó đè vào mũi và mồm nó bịt cho một lúc rồi. Cái chân vào mặt thì cũng chết kia xả thẳng gối. Con nó bé này nó bé người. Con bé nó bé, thằng nó cao như anh này nhưng mà nó gầy còn. Nó bốc hát người. Nó khỏe.